Ngày 10 tháng 10, Diện Kiểm sát Nhân dân tối cao cho biết đã hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Trọng Thành Tức Thành Bò, 1990, quê Thanh Hóa, Phạm Văn Tùng Tự Tùng Sẹo, 1973, quê Hải Phòng, cùng 8 người khác về tội tổ chức tấn công bạc. Liên quan đến vụ án, Diện Kiểm sát Nhân dân tối cao còn truy tố 26 người khác về tội đánh bạc dưới cách thức xót đĩa. Chiều 13 tháng 9 năm 2018, Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an đã phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, bắt quả tang 38 đối tượng đang tổ chức tấn công bạc và tấn công bạc bằng cách thức sót đĩa tại một căn nhà trên đường Nguyễn Tư Giãn, quận Gò Dấp, thành phố Hồ Chí Minh. Công an thu giữ hơn 300 triệu đồng trên chiếu bạc cùng một cuốn sổ của Phạm Văn Tùng dùng ghi tiền cho dây, tên tuổi các con bạc mượn tiền để tấn công bạc với cách thức sót đĩa do Nguyễn Trọng Thành tổ chức. Tại cơ quan công an, Thành khai nhận từ ngày 25 tháng 8 năm 2018 đã bàn bọc với Trần Văn Phổ thua nhà, tổ chức sóc đĩa thu tiền sâu của người chơi. Thành trực tiếp bỏ tiền thua nhà, mua công cụ sóc đĩa. Công an bố các sòng bạc của Thành bò. Hàng ngày có từ 20 đến 40 con bạc nhập cuộc tấn công bạc từ 15 giờ đến 18 giờ. Mỗi ngày, Thành chiếm được khoảng 15 triệu tiền sâu để đường dây vận hành trơn tru thành còn thua người xót đĩa người giữ trật tự trong sòng bạc trực tiếp phân loại và giúp những người tấn công bạc lấy tiền bên thua trả cho bên thắng theo bộ công an khi bắt đầu tổ chức tấn công bạc thành báo cho tùng để tùng đến cho những người tấn công bạc dây tiền với mục đích tấn công bạc và thành sẽ thu tiền sâu thời gian đầu thành rủ một số người quen đến chơi sau đó những người này giới thiệu cho những người khác đến nhập cuộc Thành đưa ra quy định, ai muốn đến tấn công bạc phải gọi điện trước và Thành ra cây xăng gần sòng bạc chở đến quán cà phê rồi kế tiếp dẫn vào sòng bạc. Không ai có thể tự ý vào sòng bạc của Thành dù là người quen hoặc đã đến tấn công bạc nhiều lần. Tại cơ quan điều tra, Phạm Văn Tùng khai nhận mỗi ngày mang theo 150 triệu đồng đến sòng bạc của Thành để cho các con bạc dây nếu dây 100 triệu đồng trong 3 ngày phải trả cho Tùng 1,5 triệu đồng sau đó nếu chưa có tiền trả phải chịu lãi suất 5% tháng. Bộ Công an xác định chỉ trong 18 ngày, Tùng đã cho 10 người dây hơn 1,3 tỷ đồng và thu lãi khoảng 40 triệu đồng.